Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về chủ đề cây hải châu thôi các bạn. Bữa nay mình sẽ làm một cái cây rất là đơn giản luôn các bạn. Một cây bonsai dáng tông cao và để chủ yếu là mình chơi trái các bạn. Ở đây là cây hải châu lá nhỏ, trái rất là to đẹp thôi các bạn. Rất là sáng bóng luôn ha. Nhìn cái trái nhìn rất là phê các bạn. Thì đây là một cây hải châu với một cái dáng văn nhân ha. Rồi mình đánh cái cành lá xuống thôi các bạn. Cây này giờ mình dọn ra thì mình sẽ cũng không có nhiều việc để làm đâu các bạn. Chủ yếu là mình dọn, tại vì trước đây mình cũng đã vô dây một lần rồi ha. Bữa nay thì dọn nó đơn giản thôi các bạn. Rồi mình tiến hành mình làm ngay luôn các bạn. Rồi như ở dưới đây đó các bạn, thì ai thích thì để cây tử ha, thì không thích thì mình cứ dọn hết rồi các bạn. Mình thì chắc mình dọn hết đi các bạn, khỏi làm cây tử dưới đây nha. Rồi dọn sạch sẽ đi. Cây hải châu này nó có gai các bạn, nó có gai ha, nhưng mà được cái cây này trái quá đẹp luôn, trái quá sáng bóng luôn. Rồi. Mình không có làm cây tử cho nên ở cái bên đây mình cũng bỏ luôn các bạn. Phải lấy cành phong ở đây ha. Thích thì cũng để cũng được. Mấy cái này sát quá mình bỏ đi. Mấy cái này các bạn, nếu mà xiên á mình dâm nó, mình được mình làm những cây mini mình chơi cũng hay lắm các bạn. Ở trên đây mình cũng dọn tiếp thôi. Chủ yếu là mình nuôi cái cành này á các bạn. Đối với hải châu khai thác đó các bạn, thì những cái cây dáng như thế này nhiều lắm nha các bạn. Ở trong rừng á, nó tông tông như thế này nè, nó cũng có cái đường co, nó lắc lượng nhẹ 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 đó. Thì mình làm những cái dáng như thế này nó rất là dễ làm, đơn giản ha các bạn. Rồi ở đây thì bây giờ một số nhánh nó đang ôm trái nè, mình dọn sơ ra về mình chơi ha các bạn. Cây nhánh này mình cũng bấm ngang vậy thôi. Rồi vậy đó, có cái phong ở đây luôn cũng được ha. Không thích thì bỏ cũng được các bạn. Nếu mà để mà nó ấy thì mình để cái phong nó hợp lý ấy, thì mình nuôi thêm cái cây tử đây nữa là được. Nhưng mà thích thì bỏ, không thích thì thôi ha các bạn. Nó không quan trọng ha.
Rồi. Ở đây mấy cái chỗ này nó đang tốt quá trời nè, đang sung quá ha. Nhưng mà sau này mình sẽ lấy cái ngọn cái này nè các bạn. Cái này làm cái ngọn nó đẹp nhất nè, chỗ này đẹp nhất nè ha. Cho nên thì thôi kệ nó, giờ mình cứ để cho nó phát triển đi ha, đang ôm trái quá trời để chơi ha các bạn. Cái này nhánh này có thể mình bỏ nè. Nhưng mà giờ nó đang trái nè, trái rất là to đẹp, sáng đẹp ha. Các bạn coi là trái đẹp ha. Rồi thì bây giờ mình cây này thì mình chỉ làm đơn giản vậy thôi các bạn. Giờ chờ cho nó nuôi cái nhánh này nè. Nó bung nó phát triển mạnh lên ha. Rồi sau này mình sẽ tỉa bớt ở trên cho nó đẩy nhựa nó nuôi dưới đây nè. Rồi bên đây có cành cân bằng dài, cành phong thì mình lấy ở trên ngọn luôn ha các bạn. Lấy cái này luôn cũng được, gại nó chơi trái chơi bông thì mình lấy cho nó nhiều nhiều cũng được ha. Tại vì mình không thích lấy cây tử thì sau này cái cành này mình sẽ nuôi dài xuống. Cho nên nếu mà lấy cây tử thì nó sẽ che dưới đây ha. Rồi ok, cây này thì làm nó đơn giản thôi các bạn. Chủ yếu là mình chia sẻ với các bạn mới chơi á, để nhiều khi có được những cây phôi dáng tương tự như thế này thì các bạn chỉ cần làm nó mấy cành đơn giản như thế này là ra được cái cây để mình chơi rồi các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Nhìn trái phê quá các bạn.